Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin phối ghép cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đầu tiên đó là đôi loa JBL L300 Summit. Đây là một trong những cái đôi loa huyền thoại về khi các bác nghe nhạc vàng và được rất nhiều các bác ưa chuộng cái mẫu loa L300 Summit này. Riêng loa L300 Summit này bên em bán rất là nhiều và còn rất nhiều các bác đặt hàng. Và hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm của đôi loa JBL L300 Summit này. Và em đang sử dụng chiếc âm ly của hãng Chi 300B. Chiếc âm ly này là chiếc âm ly đèn sử dụng bóng 300B và ghép vào cái đôi L300 Summit này xem là nó có hay hay không. Mời cùng một lát nữa xem, sẽ test và mời các bác cùng trải nghiệm. Sau đó là em sẽ test luôn cái chất âm của chiếc đầu CD cao cấp của hãng Esoteric K03. Và em sẽ test một đoạn video để các bác cùng trải nghiệm luôn cái chất âm của bộ ba sản phẩm này xem là nó có các bác cảm nhận xem là nó có hay hay không. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng trải nghiệm. Màu áo tím ngày xưa đâu, đem vào lòng thêm trái sầu.
Trái sầu hạ buồn.